Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì đúng là trên thế giới này có rất là nhiều chuyện lạ kỳ. Và mới đây thì đã xảy ra một cái đám cưới mà giống như một chuyện cổ tích vậy. Khi mà cô dâu chỉ cao 1m3 và chú rể chỉ cao 1m4 mà thôi. Và đặc biệt là hai gương mặt của cô dâu chú rể thì rất là non nớt, rất là thiếu niên, mặc dù là số tuổi họ đã 30 mấy tuổi rồi. Với cái ngoại hình cả cô dâu và chú rể đều rất là trẻ và thậm chí trông chẳng khác nào thiếu niên cả. Thì tuy nhiên thì ít ai biết câu chuyện ẩn đằng sau nó. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ và đau lòng trước cái lý do này. Thì mới đây một đám cưới diễn ra tại thành phố Thành Đông, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã thu hút được sự quan tâm của rất là nhiều cư dân mạng. Cô dâu và chú rể trong đám cưới này đều có ngoại hình vô cùng đặc biệt và khác lạ. Trong khi cô dâu chỉ cao 1m3 thì chú rể chỉ cao đúng 1m4. Và cả hai đều có một gương mặt hết sức là baby, hết sức là trẻ con. Và trông chẳng khác gì một thiếu niên cả. Và nếu như ai không biết rõ thì còn tưởng cặp đôi này đã tảo hôn, nhưng thực sự là hoàn toàn trái ngược. Và được biết cô dâu trong đám cưới này có tên là Yan Pinpin, 30 tuổi, sống tại thành phố Thành Đô. Pinpin là con gái duy nhất trong một gia đình và có ngoại hình hết sức là xinh xắn và dễ thương, là một viên ngọc quý của bố mẹ. Khi Pinpin còn nhỏ thì bố mẹ cô đã không nhận thấy điều bất thường gì ở cô cả. Tuy nhiên thì năm Pinpin lên 7 rồi đến 10 tuổi thì chiều cao của cô lại không hề thay đổi một chút nào. Lúc này thì bố mẹ của Pinpin lại mới vô cùng hoảng hốt và đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Và kết quả họ đã chết lặng đi vì Pinpin bị một chứng gọi là rối loạn tăng trưởng và phát triển. Do hormone tăng trưởng mà tuyến yên của cô tiết ra không có đủ. Và điều này đã khiến cho Pinpin đã ngừng phát triển từ lúc 7 tuổi. Và khuôn mặt của cô gần như là không hề già đi theo năm tháng. Và mặc dù vậy thì Pinpin đã không hề mất đi sự lạc quan về yêu đời. Cô luôn cố gắng làm mọi việc trong khả năng sức khỏe của mình để giúp đỡ bố mẹ và cũng như khiến bố mẹ yên tâm và vui lòng. Cho đến nay thì cô Pinpin đã có một công việc văn phòng ổn định với mức lương đủ nuôi bản thân và gia đình. Trong quá trình làm việc thì cô Pinpin đã quen biết anh Dan Dan. Cả hai đều mến nhau về cái nhìn đầu tiên, vì anh Dan cũng gặp một cái tình trạng thể chất giống như cô Pinpin, khiến thân hình thấp bé và khuôn mặt rất là trẻ con, nó khác xa với tuổi thật của mình. Và sau 2 năm yêu nhau thì cặp đôi này đã quyết định tiến tới hôn nhân. Và đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 4 năm 2019 và nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều người, từ gia đình và bạn bè của mình. Và trong đám cưới của mình thì cô dâu Pinpin vô cùng xinh đẹp và hạnh phúc, đứng bên chú rể Dan Dan nói cười không ngớt. Trong khi đó thì bố mẹ của Pinpin rất là vui mừng và rơi nước mắt khi thấy con gái của mình đã tìm được một bến đỗ trong cuộc đời. Và đặc biệt là thân hình nhỏ bé và khác biệt với người bình thường, cả cô dâu Pinpin và chú rể Dan Dan đều cảm thấy lạc quan và tin vào tình yêu chân thành dành cho nhau. Và đó là một câu chuyện thật là đẹp phải không các bạn? Đúng là một câu chuyện cổ tích trong cái thế giới hiện đại chúng ta. Và chúc cho cô dâu Pinpin và chú rể Dan Dan sẽ có một cuộc sống hạnh phúc về sau này. Và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi tin tức này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.